Dạ, mình có giao bài tập cho mọi người làm cái phần danh sụp đó. Các bạn xem, mình xem bên cái phần màu xanh trước nha. Michelle và Juno nói chuyện với nhau. Giờ bây giờ mời hai bạn nha. Bạn bạn Linh đóng vai Michelle và bạn Quý đóng vai Juno. Các bạn khác theo dõi để chút mình có gọi tiếp thì các bạn đọc nha. Rồi, bắt đầu. Johnson 씨, Johnson 씨. Rồi, các bạn xem nha. 여보세요, 거기 서울 여행사 지요? Thì đây có nghĩa là alo, Michelle mới gọi là alo. Ở đó có phải là công ty du lịch Seoul, Seoul?여행사 là công ty du lịch. Nè, 그런데요. Cái gì đây ạ? Có việc gì không hả? Ha? 실례지만, 따나가 주시겠습니까? Có 따나가 đó không? 지금 자리에 없습니다. Thì bây giờ là không có ở chỗ này. 외출하셨습니다. Là mình đã, anh ấy đã đi ra ngoài rồi. 그럼 죄송하지만 메모를 전부 다 해도 될까요? AO도 되다 là gì đây? AO도 cũng được, được không á? AO도 되다 là được ha. Vậy thì xin lỗi, anh tôi có thể nhờ anh cứ như là để lại tin nhắn lại được không á? Ghi lại tin nhắn lại giùm được không? 말씀하십시오. Hãy nói đi. 저는 다나카 씨와 같이 한국어를 공부하는 미첼이라고 합니다. 이라고 합니다. Đây. À, tôi là Michelle, đúng rồi. Học tiếng Hàn cùng với Tanaka. À, quá khachi là cùng với nè. Hàn Quốc ở rất công bố hai nước Michelle. Đây là định ngữ nha. Hàn Quốc ở công bố hai ta. Cộng với Michelle thì là Michelle người học tiếng Hàn cùng với Tanaka nha. Uri bane mai khul chun sun si ga tam chu ma re miguk ro dora gamnida. Michael Johnson trong lớp tôi á vào cuối tuần sau phải không? Tam chu ma re, mai là cuối. Còn đầu tuần là gì đây? Đầu tuần. Cho nha. Đầu là cho. Even cho. Chu cho. Còn cuối tuần là chu mai. Rồi, tiếp theo. Cho lúc nào cũng là đầu hết á. Còn ở giữa là gì đây? Ở giữa là gì? Giữa là gì? Chuông, đúng rồi. Chuông. Còn cuối là mày. Đây là định, đây là gọi là tháng, là tiếng Hán hả? Hán Hàn. Rồi các bạn đi tiếp. Sẽ trở về Mỹ vào cuối tuần. Tam chu, tuần sau, tam chu. 그래서 이번 토요일 3시 학교 앞에 있는 이화호프에서 성별회가 있습니다. Vì thế mà vào thứ bảy, Iben Toyoil, thứ bảy tuần này đúng không? Vào lúc mấy giờ? 3 giờ chiều. Có cuộc gì?
Song Pierre Huê. Song Pierre Huê đây là cuộc họp cũng như là tiệc á, tiệc chia tay. Song Pierre Huê là coi như là tiệc. Huê là lúc nào cũng là hội tiệc, hội họp gì đó nha. Tiệc chia tay ở đâu? Y Hoa Hô Phương là như là địa điểm. Địa điểm cái tên đó là cái tên giống giống Y Hoa Hô Phương năm trước trường. Ồ chắc kiểu này là đi nhậu nhiều lắm rồi hay sao mà rành quá. Mình ít. Alo bạn Nguyễn Trường nghe rõ không anh? Dạ, anh Quý nghe rõ không? Dạ, mọi người không nghe rõ thì nói em nha. Ôi, bạn nào nói hay quá vậy? Bạn nào vậy? Đâu, ai? Anh Trường hả? Ủa, hình như anh Trường với anh Quý quen nhau hả? Trời ơi, mình không biết luôn. Mình dạ bây giờ tiếp nha, nó mất tiêu rồi. Rồi, Tanaka Shido, cô chăm sóc he tại lầu cô trên he chu ship show. Ship show. Chăm sóc. Tại lầu có hạ tả đây có nghĩa là gì đây? Mình học cái đuôi tường thuật yêu cầu a. Đây là cái đuôi tường thuật yêu cầu làm cái gì đó. Tài là cố ha tà hoặc là tài lèo viết tắt là a ơ tài lèo yêu cầu ai đó làm cái gì đó hoặc là đòi hỏi nhờ ai đó ha. Vậy nói là gì đây, hãy chuyển lời lại là hãy chuyển lời lại là Tanaka cũng nhất định cốt chăm sóc hay tài lào cốt. Hãy hãy chuyển lời lại là Tanaka bảo là nhất định sẽ tham dự chăm sóc hà tạ tham dự nhất định sẽ tham dự bảo là hãy chuyển lời lại là trên hà tạ nha là Tanaka nói là bảo là nhất định bạn ấy sẽ cũng sẽ tham dự. Rồi tiếp theo nè tô trên hà xin mà đi isumnika trong cái câu này có cái phần ngữ pháp trên hashi hashi đây là thầy gì đây nói cái này là định ngữ ở thì tương lai có chuyện muốn muốn chuyển lời nha có lời nói muốn chuyển chuyển lời lại á che danh lạc chờ rớt trên he chu ship xiêu hãy hãy che che danh lạc chờ rớt trên he chu ship cũng như là hãy cho anh ấy biết số điện thoại của tôi á. Hãy để lại, hãy chuyển lại số điện thoại của tôi cho anh ấy á. Rồi. 3277 3687. Anh ấy ở ta, cảm ơn người ta, anh nhân hi, kể xíu xíu. Rồi bây giờ mời bạn Trường với lại bạn bạn nào đây? Bạn 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 Ngọn Trinh nói được chưa? Lành chưa chị bạn Trinh? Được rồi phải không? Rồi, bạn Trinh với lại bạn Trường đi em. Đọc. Vô bô xe vô á. Anh giao tiếp anh đọc đi. Đọc từ từ chậm chậm thôi em sửa phát âm cho hết. Ừ, cái sim này cơ. C.
Ok, rồi các bạn xem cái phần memo coi, mình chuyển cái phần động từ thành danh từ coi sao nha. Chona han saram Michel là người gọi điện thoại là Michel nè. Chona on shigan là cái thời gian đã điện thoại là chiều 2 giờ 10. Nội dung, neon, nội dung. Michael Johnson shiga Miguk Uro. Hồi nãy bên đây là Miguk Uro tố ra Kamnita đúng không? Rồi bây giờ tố ra Kamnita thì mình chuyển thành danh từ để trong một cái tin thông báo gì đó thì mình chuyển là tố ra cam, động từ cộng mi âm. Rồi bây giờ cái nội dung thứ hai là gì đây? À, kudeso iben toyoil seishi hakyo ape inen iwa hopeso songbyeol hwe ga isseumnida thì mình chia như thế nào đây? It isseum isseum. Rồi, Tanaka-shi도 꼭 참석해달라고 전해 주십시오. Thì mình chia nè. Chuyên he, 주십시오. Chu tà nè. Chu he, chum. Chu he, chum. Chum nha. Rồi, ok. Chuyên he, chu tà. Chuyển lời lại giùm. Chuyển lời lại. Chuyên he, chum. Bạn tốt mùa giàu rồi. 2, 4, 6, 8, 2. Không phải, có người nói ai xinh thế. Bạn nói là anh trai với bạn gái đồng nha. Không phải, bạn tố muội là nam chứ phải nữ đâu nha. Rồi bây giờ mình qua phần Eke với lại Ekeso. Eke là gì đây? Cho ai đó, đối tượng là ai đó hen. Còn Ekeso là từ ai đó. Từ ai đó. Nhưng mà trong giao tiếp người ta, ví dụ như không có nói là Ekeso mà là nói hanh thê Eke thôi. Đúng rồi đó. Nugu hanh thê bà tát số. Nugu hanh thê bà tát số. Nhưng nhận quà từ ai? Nhưng mà đáng lẽ là hanh thê sơ phải không? Hanh thê thì là hanh thê sơ. Nhưng mà người ta không có nói hanh thê sơ. Mà người ta nói là Nugu hanh thê bà tát số. Nhưng mà nói đầy đủ là hanh thê sơ. Hoặc là Nugu Eke bà tát số. Nhưng mà người ta nói thiếu đó. Eke sơ. Người ta nói tắt đó. Nhiều lúc thì không hiểu nhưng mà giờ mình biết rồi. À, Eke là cho ai đó nha, đối tượng là ai đó. Rồi còn Eke sơ là từ từ ai đó hen. Nhưng mà Eke thì nó bằng hanh thê, trong văn nói người ta dùng hanh thê nhiều. Còn Eke sơ trong văn nói thì người ta dùng hanh thê sơ. Nhưng mà người Hàn Quốc á, người ta không có nói hanh thê sơ, eke sơ, mà người ta nói ngắn gọn lại là eke, hanh thê. Hiểu chưa ạ? Rồi, bây giờ. À, eto hả? Eto là trợ từ kép giữa e cộng với to. Tùy vào trường hợp, e ở đây là trợ từ chỉ thời gian hoặc là nơi chốn, còn to là gì đây? Cũng. Ví dụ như mình nói là hắc e sơ tô là gì đây? Ở trường cũng cái gì đó hen. Còn e ninh là gì đây? Là e cộng với ninh, trợ từ e cộng với chủ ngữ, trợ từ làm chủ ngữ ninh hen. Nhấn mạnh nha, e sơ thì cộng với manh, manh e sơ là ở, còn manh là chỉ thôi gì đó. Ví dụ như là Uri, kage e sờ man. Bán gì? Bán gì? Bán gì? Bạn muốn bán gì? Betnam omshik. Uri kage e sờ man. Betnam omshik parayo. Chỉ ở quán của tôi mới bán món Việt Nam thôi. Được chưa ạ? Coi như là trợ từ kép giữa trợ từ này với trợ từ kia ghép lại thôi. Cái này mình phải học mới biết chứ nhiều lúc cũng không biết nữa. Rồi, các bạn xem cái phần mình đây nha. Số 4. Coi 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 cái phần giới thiệu luôn ha. Lỡ học rồi mình học luôn cái phần giới thiệu. Số 4 này bạn Hiền, Hiền đọc cho mình nha. Trang 102, phần trên đầu tiên.
Bà tên có sim gì cơ? Rồi, mình coi coi nội dung này nói gì nha. 여러분은 생일에 보통 어떤 선물을 받습니까? Các bạn á, thường thì vào sinh nhật nhận nhận cái món quà gì, quà nào? 지금까지 받은 선물 중에서 trong những món quà đã nhận đến bây giờ đấy, trong những món quà đã nhận đến bây giờ, 가장 기억에 남는 선물은 무엇입니까? 기억에 남다 là gì đây? 가장 기억에 như là mình thấy ấn tượng nhất, ghi nhớ, ấn tượng nhất á, ấn tượng nhất hoặc là ghi nhớ lâu nhất á, nhớ nhất là món quà gì? Trong những món quà mà bạn đã nhận đến đây, đến nay á, thì món quà nào là món quà bạn thấy để lại trong trí nhớ mà để lại trong trí nhớ. Trong trí nhớ các bạn. Kia cái nằm tà, kia cái nằm tà cũng được nữa. Nhưng mà kia ghế thì đây coi như là vị trí rồi. Trong trí nhớ. Nếu mà trong vị trí thì mình dịch là trong. Hang. Rồi tiếp theo. Cứ xong mùa đến, nụ cô hành thề so, bà tin có suy nghĩ cả. Đúng rồi. Cái món quà đó đó cứ sau mùa đến đúng rồi nhận từ ai nhưng mà người Hàn Quốc người ta nói là cứ sau mùa đến đủ có anh thầy bà ta xơi người ta nói vậy á mình nghe rất là nhiều rồi thả mến chém sư qua sưng hô e ý ghi em thì ta ý ghi là gì đây nhật ký Uri ban chinh cô tử chung nghe ý ghi rư sưng xa ra mi xơi sưng xa ra mi xơi 우리 친구들 중에 일기를 쓰는 사람이 있습니까? có ai viết nhật ký không? Trời ơi, giờ nói nhật ký mình mới nhớ. Hồi đó đang học lớp 9. Để kể chuyện vui tí. Kinh kinh thiệt. Nói tiếng Hàn tiếng Việt đi. À. Cho nên cô từng à cô trung trung sâm. Trung sâm là gì đây? Trung hắc kyo sâm hăng nhận. Trung trung hắc kyo sâm hăng nhận. Sâm hăng nhận là trường trung trung hắc kyo nhưng mà là ăn hắc hắc kyo. Trung hắc kyo sâm hăng nhận là người ta nói ngắn gọn là trung sâm. Trung sâm là chín lớp 9. Năm thứ ba, năm thứ ba, sáu bảy tám, ủa, lớp tám à ta, thì vỗ lớp tám ở đầu lớp chín đi, thôi vậy nên giờ, thôi giờ nói xa xa, thôi nói là chung xa đi, chung xa, chung hắc vô xa hơn nhân nè, chung hắc vô xa hơn nhân tê khi hen tê cho nên chất xa rằng ít sợ sợ 저 제가 좋아하는 사람 있어요. 그 사람이 바로 제집 앞에 있어요. 근데 지금 죽었거든요. 죽었어요. 죽었어. 교통사고. 네. 제가 이래볼게요. 한국어 좀 들어주세요. 그때 첫사랑이라서 제가 일기를 썼거든요. 읽어 너무 너무 좋아해서 일기를 썼어요. 근데 아빠 엄마가 그 일기장을 봤어요. 너무 창피. 뭐 아니 내가 무슨 내용을 썼는지 아세요? 첫 키스. 네 그러니까. 네? 네, 키스했어요. 그 내용도 일기장에다가 적었는데 아빠하고 엄마가 몰래 그
일기 장을 읽었어요. 너무 창피했어요. 아빠도 아주 화났어요. 저한테. 그리고 그 남자한테도 뭐라고 했어요. 가서 둘이 뭐라고 했어요. 아우. 너가 이러? Như là la. Nói anh ấy là cái gì đó không biết mình. 무슨 이야기 했는지 모르겠어요. 네, 그 다음에 제가 헤어졌어요. 네, 근데 그리고 첫사랑이라서 아직 아기라서 아무 생각도 없었어요. 근데 그 사람이 열심히 공부하는 사람도 아니고 맨날 놀러 가요. 그래서 교통사고 당해서 죽었어요. 죽었어요. 무서워. 아쉬워. 아니요. 우리는 이사 갔어요. 10학년. 고1. 고등학교 1학년 제가 이사 갔어요. 다른데. 네. 우리 엄마 아빠는 이혼한 지 아마 10년 10년 됐을걸? 아빠 엄마 이혼했어요. 엄마는 새로 결혼했고 아빠도 새로 결혼했어요. 우리 지금 em nói để đếm nhà em ăn biết đâu. OK, vậy là hiểu rồi phải không? Vậy hiểu hiểu, người nào hiểu là người đó biết. Rồi mọi người kể lại nội dung mình đã kể. Nói tiếng gì? Lớp 9, lớp 9. Mole, mole là gì đây? Mole. Đọc lén, không cho mình biết. Có nó rồi. Rồi, cái đó là chỉ là mối tình đầu tiên thôi, còn nhiều mối tình lắm. Thôi, cái này chỉ là kể một trong mười mấy phần thôi, còn mấy phần kia để lại. Rồi, bây giờ trở lại bài. Hồi nói chuyện hồi lòi ra hết luôn, không được đâu, phải giữ bí mật. Chuyện. Dạ. Dạ. Trời ơi, cãi không biết năm sau hết chưa. Trời ơi, em một tay, em kể cho mọi người nghe là không biết sao mà mình may mắn lắm, một tay bắt ba bốn người luôn. Học đi học đi học đi học Con trai bắt cá hai ba tay thì thường
Cái này em không phải yêu mà là tại người ta yêu em. Rồi em sợ sợ buồn lòng người ta thì người ta hẹn mình uống cà phê thì mình uống. Người kia cũng hẹn thì mình phải chia giờ ra, người này 1 tới 2, người kia 2 tới 3 vậy chứ sao giờ. Chứ đi chung đâu có được. Dạ. Không, mình thấy là rất là hạnh phúc á. Cái đó là kỷ niệm đẹp á, mình thấy rất là đẹp. Mình hơn mấy bạn khác, là mấy bạn khác đâu có bạn trai đâu mà mình quá trời luôn. Mình thấy tự hào. Dạ. Vậy tới làm dài đến lớp 12 luôn á. Lớp 12. Trời ơi. Rồi, để tập 2 để tiết sau kể. Rồi bây giờ học tiếp đi, chút mình phải học bù này, nãy giờ nói chuyện ngoài, chút nữa học bù. Rồi bây giờ trở lại bài nha, tới đâu rồi? Rồi, hàng cuối cùng. À, tao muốn James와 승호의 일기입니다. 로이 일기를 읽고 James의 생일에 어떤 일이 있었는지 써보십시오. 아, sau khi đọc xong nhật ký thì hãy viết lại coi vào ngày sinh nhật của James á, đã có những cái việc gì, đã xảy ra những cái việc gì. 어떤 일이 있었는지 써보십시오. 는지 ở đây là câu hỏi giữa nha, câu hỏi gián tiếp, thuộc dạng gián tiếp. Mình nếu mà mình nói hỏi hỏi trực tiếp là hỏi như thế nào đây? James 씨의 생일에 어떤 일이 있었어요? Hen, đó là câu trực tiếp. Bây giờ mình nói là gián tiếp là mình cộng thêm cái đuôi 써보세요. Mình ghép hai cái này lại thì ở giữa nó là cộng với 는지. Hen. Rồi, cái đó là sẽ học vào bài 10 hay 11 gì đó. Rồi, bây giờ sau 10일. Bây giờ bạn nào xung quanh đọc cái phần này? Nãy giờ bạn 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 nào chưa đọc đây? À, Dương, Dương Văn. Bà tin rồi tới bạn Phương. Phương Phương không nói được phải không? Rồi mời bạn Tố Mụi. Dạ. Na nên đọc thứ hai á. Rồi tới bạn Huyền. Không chú ý nè, hàng thứ ba. Dạ. Ngày mấy đây? Thơ rứ chú cỏ tà chú cỏ si tà chú cỏ dày vô ha. Sa quê là tháng 4 ngày 10. James sư ế ý gì
nhật ký của James. Owner, owner đến ne sengiri rất ta. Khi mà mình viết nhật ký thì mình luôn luôn dùng thì quá khứ. Các bạn nhớ nha. Kể lại á. Rồi, bắt các bạn cùng dịch nha. Hôm nay là ngày gì đây? À, sinh nhật của tôi. 나는 어제 한국 친구 승호에게 전화를 걸었다. Người bạn, người hàng bạn Hàn Quốc. À, rồi. Thì trong câu này có cái từ ek thì mình nói là điện thoại cho hen. Rồi. 나는 내 생일 파티에 승호를 초대했다. Chủ tế hà tà là mời, mời. Tôi đã mời. Mời ai? Mời Sưng Hồ đến của tôi. Đúng rồi. 나는 승호에게서 한국에 대한 책을 선물 받았다. 선물 받았다 là gì đây? Đã nhận quà. À. Tôi đã nhận quyển sách. Tôi đã nhận quà là quyển sách đó. Sách về Hàn Quốc. Từ xưng hô thì ekiso đây là từ ai đó, từ xuất phát từ ai đó, từ ai đó, từ xưng hô. Rồi, xưng hô ga naege sengirin chukhandago mareta. Xưng hô đã nói với tôi là chúc mừng sinh nhật, đã nói với tôi naege, xưng hô đã nói với tôi là chúc mừng sinh nhật. Rồi. Chút nữa mình ôm lại cái thì cái đuôi ni in tà cố ha tà nha. Nghe nói tà cố ha tà. Ồ, sợ các bạn quên mình phải nhắc đi nhắc lại chừng nào cho lủng lỗ tai thì thôi. Sưng hôi kệ sao bà tin chè ký á chú chè mi sứ có cạch tà. Riêu có cạch tà là thì gì đây? Hình như là sẽ đúng không? Ờ, tương lai. Hình như có lẽ, hình như có lẽ là sẽ. Ừ. Chắc là dự đoán mà. À, chắc là quyển sách mà tôi đã nhận từ Xuân Hô rất là thú vị, rất là hay, hay thú vị nha. Các bạn không hiểu phần nào hỏi liền để mình giải thích lại nha, đi chậm lắm rồi đó. Không, nhiều lúc mà cái từng câu, từng chữ, từng ngữ pháp như vậy nó sẽ giúp cho các bạn mai mốt thi TOEIC á. Ờ, các bạn hiểu được câu quan trọng lắm á. 나는 한국에 대해서 관심이 아주 많았다. Khi nào dùng e tê hè so, khi nào dùng e tê hành. Ờ. Cụm động từ. Ờ. Cụm động từ phải không cô? Đúng rồi. Còn phía sau đó là danh từ thì Ừ, tê hành. Cũng có khi là dùng thay đổi lẫn nhau mình dùng cũng được nữa. Không có gì khó đâu ha. Cứ bình thường là được rồi, có hoán đổi lẫn nhau được, hoán đổi cho nhau cũng được nữa, không có sao hết. Tôi quan tâm nhiều, quan tâm ý à chưa mạnh thà là quan tâm nhiều về Hàn Quốc. 나는 한국말을 공부하고 싶다고 승호에게 말했다. À, 하고 싶다고. À. Xưng hô kê mà tôi đã nói với xưng hô, với xưng hô, xưng hô kê nói với xưng hô là muốn học tiếng Hàn. Rồi, 나는 다음 주부터 승호에게서 에게서 nha. 한국어를 배우기로 했다. 기로 했다 là mình học rồi, tuần trước rồi, quyết định. Từ tuần sau. Đúng rồi, 나는 다음 주부터 từ tuần sau học sẽ học tiếng Hàn từ xưng hô, đúng rồi. 한국 생활에 도움이 될것 같다. Chắc là chắc là sẽ giúp được trong cuộc sống Hàn Quốc. À, đúng rồi đó. Rồi, 다음 달 25일은 승호의 생일이라고 한나에게서 들었다. 들었다 lại là nghe nha. Thực tả thì chỉ là 들었다. Tôi đã nghe từ ai? Từ Hanna. Nghe là gì? Nghe nghe bạn Hanna nói là gì? Ừ. 25. Ờ, đúng rồi đó. 나는 승호의 생일에 승호에게 좋은 선물을 하나
하고 싶다. 땅 quà. Tôi muốn tặng quà tốt cho Sơn Hô vào trong ngày sinh nhật của Sơn Hô, vào ngày sinh nhật của Sơn Hô cũng được luôn. Mình dịch ngược từ đuôi trở ngược lại là được ha. Rồi, 그리고 한국말을 배우면 승호에게 한국어를 쓴 생일 카드를 줄 거다. 줄 거다. 줄 거예요. 줄 것이다. Giống nhau nha. Sẽ. Nếu học tiếng Hàn, 한국말을 배우면 thì tôi sẽ tặng sinh nhật card là thiệp, thiệp sinh nhật. Thiệp sinh nhật. Được viết bằng tiếng sư tà. Sư tà. Xin thật mà tôi được viết bằng tiếng Hàn đi ha. Rồi. Ok. Nội dung này sử dụng nhiều ngữ pháp là Eke với lại Eke Sơ và Kiro Hata. Tất cả những ngữ pháp chúng ta đã học. Rồi bây giờ đọc lại lần nữa nha. Nãy giờ bạn nào chưa đọc đây. Mời bạn Trường. Trường. Em lúc đấy đọc rồi mà cô. Ô đọc rồi. Thôi vậy mình qua bên đây đi để cho tiết kiệm thời gian. Rồi bây giờ mình qua cái phần bên đây. Qua cái phần bên đây. 4월 10일 승호의 일기. Sinh nhật nhật ký của Sơn Hô nha. Rồi, mời bạn Linh. 오늘은 친구 제임스의 생일이 왔다. 나는 어제 제임스에게서 전화를 받았다. 제임스의 생일 파티에 초대를 받았다. 나는 제임스 대에게 한국에 대한 책을 선물했다. 그리고 생일을 축하한다고 말했다. 제 제임스는 내가 준 책을 아주 좋아했다. 제임스는 rồi tới bạn khác đi. Tới bạn Quang Trinh. 제임스는 한국에 대해서 관심이 아주 많다. 제임스는 한국말을 공부하고 싶다고 나에게 말했다. 다음 주부터 제임스에게 한국어를 가르치기로 했다. 제임스의 한국 생활에 도움이 될 것 같다. Rồi, tới bạn Huyền. Huyền. Mời bạn Quý. 5일, 25일. 25일입니다. 나는 제임스에게 한국어로 한국어로 쓴. 오? 한국 thứ hai mà. 네, 생일 파티에 초대하라고 한다. 나는 제임스에게 한국어로 쓴 초대장. Rồi bây giờ các bạn xem nè, ngày 10 tháng tháng 4 nhật ký của Sơn Hồ. Hôm nay là sinh nhật của người bạn James. Hôm qua James Sushi에 게서 전화를 받았다. À, tôi đã nhận bà Tata đã nhận điện thoại từ ai? Từ James. James hen, đã nhận điện thoại từ James. Sushi의 생일 파티에 초대를 받았다. 초대를 받다 đây là được được nhận lời mời. Được mời đến dự sinh nhật của James, được mời đến hen. Rồi, 나는 James에게 한국에 대한 책을 선물했다. À, tôi đã tặng quà, tặng một tôi đã tặng sách về Hàn Quốc cho James.
Rồi. 그리고 생일을 축하한다고 말했다. 와, 또 나나 올라. 생일 축하합니다. Right. 제임스는 내가 준 책을 아주 좋아했다. 준 책은 sách mà tôi đã cho. Rất là thích quyển sách mà tôi đã tặng đã tặng tôi đã tặng cho cái không phải chim sư á, rất là thích quyển sách mà tôi đã tặng à chú chùa hết ta đã rất là thích quyển sách mà quyển sách đó là quyển sách tôi đã tặng hen, dịch ngược lại chim sư rất là thích quyển sách tôi đã tặng. Rồi, tiếp theo các bạn vừa luyện đọc mà vừa luyện dịch luôn á, coi như là luyện cách dịch. Rồi, 제 임수는 한국에 대해서 관심이 아주 많다. Đúng rồi. 제 임수는 한국말을 공부하고 싶다고 나에게 말했다. Phan, phan, phan. Để cho mấy bạn kia dịch đi. Hai bạn nãy giờ dịch quá trời nhiều rồi. Mấy bạn kia im là coi như sợ quá. Bây giờ nói với tôi mà ta nói với tôi là muốn học tiếng Hàn đúng rồi. Tam chu thơ James에게 한국어를 가르치기로 했다. Là gì đây? Từ tuần sau. Đã quyết định là từ tuần sau dạy tiếng Hàn cho chị im sư. Rồi, chị im sư 한국 생활에 도움이 될것 같다. Chắc có lẽ giúp được chắc có lẽ là sẽ giúp ích cho cuộc sống sinh hoạt Hàn Quốc của chị im sư. Đúng rồi. Rồi. Bạn Quang Trinh không dịch hả? Tao ta, 25일은 내 생일이다. Không, dịch đi. Bạn dịch nè. Tại vì khi mà bạn dịch tiếng Việt như vậy sẽ giúp ích cho các bạn đi thông dịch đó nha. Nghe rồi dịch. Chứ bây giờ các bạn không tự tin thì mốt đi thông dịch không nói ra lời đâu á. Đúng rồi. Người dịch câu đi. Mấy bạn cứ dành nhau nói đi. Không, khi nhiều khi các bạn nói luyện nói như thế này á, mai mốt các bạn đi thông dịch các bạn sẽ thấy tự tin hơn, không có bị bối rối ha. Như mình lần đầu tiên dạy. Lần đầu tiên mình dạy tiếng Hàn á, trời ơi mình bối rối mình không biết nói sao hả. Nhưng mà nói riết rồi cái mình thấy tự tin rất là quen quen dần đi. Cái gì cũng có bước đầu thì mới có được cái bước sau ha. Đó là kinh nghiệm của mình. Rồi, 나는 제임스에게 한국어로 쓴 초대장을 보낼 생각이다. 보낼 생각. Tôi dự tính sẽ gửi초대장 thiệp mời. Rồi, câu đó dịch sao đây? Dịch sao đây? Tôi định mời ai? James đến. Đến buổi tiệc sinh nhật của tôi. Đến buổi tiệc sinh nhật của tôi. Rồi, rồi tiếp theo luôn. Tôi định gì đây? Tôi định gửi thiệp mời. Đã viết bằng tiếng Hàn cho J im sư Hàn. Bạn Tú Mùi không nói nha. Nè xe nghe đây. James sư kê nè. Chính cô tử rử. Số ghê hạ của ta. Đúng rồi, tôi muốn giới thiệu những người bạn của tôi cho chê im sư vào ngày sinh nhật của tôi. Rồi, ok. Rồi bây giờ cái phần dưới nè, cái phần dưới là bài tập đi. Tại vì nó cùng nội dung, các bạn điền ek viết ra tập nha. Cái phần trên khỏi viết mà viết cái phần dưới ra tập rồi dịch tiếng Việt ha. Rồi, cái phần không hả? Hả? Bài tập là cái phần 오늘은 제
Đúng rồi, ở dưới á, cái khung dưới á. Điền EK hoặc là EK sơn ha. Nha, cái này Là là không mấy cái phần này các bạn làm đi rồi tiết sau mình sửa giống vậy ha. Khỏi viết cũng được. Rồi, bây giờ mình qua cái phần bây giờ mình qua cái phần giao tiếp đi hen. Còn cái phần 104 các bạn nào muốn học không? Phần sim thơ đó. Học luôn đi hen, tại vì cái này mình biết cũng có ít nữa. Chơi luôn cho máu đi, vô. Vô. Rồi, vậy thì cái phần này các bạn mình cho các bạn chuẩn bị ở nhà đi, rồi mình qua phần giao tiếp hen. Thì các bạn thôi, các bạn muốn học sim thơ thì học, còn học giao tiếp thì học. Rồi, học bằng nào đây? Học bằng sim. Không nào cũng được luôn phải không? Rồi, sim thơ, vô. Bắt trớn. Uri가 지금 사용하는 시계는 하루를 24시간으로 나눈 것입니다. 아, bây giờ mình dịch từng câu nha. Uriga, 지금 사용하는 시계는 câu nào không hiểu, từ nào không hiểu, nanuta là gì đây ạ? Được chia rồi, chia chia ra, phân ra, chia ra, nanuta là chia. Uri 지금 사용하는 시계는 cái đồng hồ mà chúng ta đang sử dụng, mà cái đồng hồ mà chúng ta đang sử dụng nha. Chigum sayon hanusike, đây là định ngữ, đồng hồ mà tôi đang sử dụng, chúng ta đang sử dụng. Được chia làm là cái được được chia làm 24 4 giờ trong ngày, trong một ngày. Rồi, isike ga hanguk o hanguk e hả? Hanguk e thuro on gosun choson side malgiyasumida. Cái này. Malgi là thời kỳ cuối nha. Joseon Site Malgi là thời kỳ cuối của thời đại Joseon đó nha. Site là thời đại, còn Malgi là thời kỳ cuối. Vậy mình dịch là cái đồng hồ này, Isike ka, cái đồng hồ này là Hanguk Thời đồng Joseon. Cái đồng hồ này được đến Hàn Quốc á, được 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 đến Hàn Quốc á. Như được nhập vào Hàn Quốc á, được nhập vào Hàn Quốc á là từ là vào cuối thời đại Joseon. Rồi, cứ cho nè, haruru otoke nano sen hoa hetsu kayo. Trước đó thì haruru otoke nano sen hoa hetsu hả? Đã được đã sinh hoạt và chia một ngày ra như thế nào? Cái phần này hơi khó nhưng mà các bạn biết nội dung về văn hóa Hàn Quốc là được hen. Cứ tên nên haruru ship yeol tu shiganuro nanuasumida. Khi ấy thì đã chia một ngày, đã chia một ngày. Phải vậy, chia 12 tiếng, chia một ngày ra làm haruru yeol tu shiganuro nanuasumida. Chia một ngày ra 12 tiếng chứ không phải là 24 giờ. Cái thời đại đó đó. Chia một ngày ra là 12 tiếng, còn bây giờ mình là 24 tiếng ha. Rồi, trước tiên là gì đây? Món cho. 자신은 요즘 시간으로 말하면 밤 11시부터 새벽 1시까지고. Rồi, 자신 ở đây là tuổi con gì nè? 자신 là tuổi con tý. Giờ. Cha si, si là giờ, cha là tí. Các bạn nhìn cái hình tròn dưới nè. Cha là con chuột đúng không? Tí, chuốc, chuốc là con gì? Chuốc là con gì? Sủ. Chí sủ. Sủ là con bò mà ta, bò hay trâu? Trâu. Sủ đi, thôi 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 nói sủ đi, sủ đi, sủ. Sủ. Rồi, chơi luôn. Mua xô. Xô mà, cái này là chữ xô nè. Ở trong đây nó ghi chữ xô nha, chứ không phải mua xô là con bò.
Chisohurangi Toki Yongbem. Ở dưới nữa, ở dưới nữa. Myo không phải myo mà là ở hàng dưới nữa. Ở trên là mình nói tiếng Hán, còn dưới nói tiếng tiếng myo hả? À, ô là con ngọ. Con ngọ. Con ngọ, mọi người có nghe con ngọ là làm chưa? Thôi bây giờ coi tí sủ dần mẹo thành tiền ngồi buồn nhất ớt hợi nha hen. Cha là tí nè, trước là sủ nè, in là dần, mêu là thỏ, xin là thành, tị là xa, ô là ngọ, mi là mùi, xin là thân, du là hậu, su là tuất, tuất là su. Cứ bạn nhớ rượu là mình nhớ tới su, su mà mình ăn với con thịt cà cày. He là hợi. Cha tuất là con chó. Su là chứ tuất. Rồi, rồi bây giờ trở lại bài. Không nói ngoài này nữa nha. Đây, bây giờ khi đó thì mình chia một ngày đã là 12 giờ. Tiếp. Trước tiên là giờ gì đây? Giờ tỷ, giờ tỷ thì dạo này á người ta nói vô chung Shigan Uru mà mình. Nếu mà nói theo thời gian bây giờ á, nếu mà nói theo thời gian dạo này á thì từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Xe biệt Hanshika chị cô là 1 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Còn Chuxi là xe biệt Hanshibuto, xe biệt Seishika chị Mio. Mio ở đây cũng là và luôn nha. Mio là và cũng là miên sơ luôn. Vừa hai nghĩa. Rồi, Chuxi là con sủ. Giờ sủ là từ 1 giờ sáng đến xe biệt Seishi là 3 giờ sáng. Inshi là dần. Giờ dần, in là dần, si là giờ. Giờ dần là từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng. Irokhe, shigan. Ồ, ai à? Ôi. Xin lỗi. Rồi, bây giờ bạn nào dịch tiếp đi. Irokhe shigan thời gian như thế này hả cô? Phải không cô? Để cho mình kêu cái anh này chờ em tí cái. Chờ em tí. Rồi. Tại vì có tự nhiên đang gọi. Canh chợt là khoảng cách thời gian. Khoảng cách á, canh chợt là khoảng cách. Canh là Irokhe shiganeul du shigan kanjyeok oro nano moshi. Moshi là gì đây? Giờ thỏ, giờ mèo á. Jinshi là giờ thành. Cứ vậy mà các bạn tiếp hen. Còn sa si là giờ con rắn, con tỷ á. O si là ngọ, giờ ngọ. Mi si là giờ mùi. Shin si là giờ thân. Yu si là giờ hậu. Su si là giờ tuất. He si là giờ hợi. Ra cố hết sơ mì ta. Người ta gọi là những cái từ đó đó. Nhưng mà cái phần cách là... chia ra khoảng cách là thời gian như thế này là 2 giờ. Như Moshi là giờ thỏ là ta nói Moshi là coi như là từ 1 tới 3 giờ. Khoảng cách của nó là 2 giờ ha. Rồi, như mỗi cái giờ vậy là 2 tiếng đó ha. Bởi vì một ngày là 12 giờ. Như là một con vậy là người ta tính 1 giờ á, còn bây giờ mình tính một con vậy là 2 giờ ha. Rồi, 그런데 왜 시간의 이름을 자축 인묘 친사오미 신유출 해로 불렀을까요? Nhưng mà tại sao người ta gọi thí sử dần mẹ thành tình ngộ mùa nhất ớt hợi là cái tên của thời gian. Y 시간 từ đề 이름은 những cái giờ của thời gian này á, những cái tên của những thời gian này, mỗi cái là có nghĩa là các là mỗi cái, mỗi một. 12가지의 동물을 의미한다. À, mỗi cái tên của thời gian này á có nghĩa là tên của động vật 12 con giáp. Là ý nghĩa. Ý nghĩa của 12
12 con giáp, ý nghĩa của 12 con giáp á. Tashima hamyeon, nếu nói lại thì những cái con này nè, 이들은 시간의 순서에 따라 취소 호랑이 토끼 용배 말 theo lặp lại Tashima hamyeon, nói lại là những con này có nghĩa là những con này có nghĩa là Uimi hamnita, có nghĩa là con heo nè, con chó, gà, khỉ, con cừu, ngựa. Horangi là con gì đây? Con hổ. Còn ở bên Việt Nam mình nó con mèo. Cô Giang Y, còn đây là thúc kì. Thỏ. Cô Giang Y. Rồi, tiếp theo nha. 이 동물들은 시간을 나타낼 뿐, 낼 뿐만 아니라 Real bullman anira, không những mà còn, không những xuất hiện thời gian. Nathanata là thể hiện, chỉ ra hoặc là thể hiện tượng trưng. Những cái con vật này á không chỉ tượng trưng cho thời gian mà còn tượng trưng cho tuổi, ti là tuổi, tuổi gì đó, tuổi thân, tuổi gì đó ha. Rồi. Không chỉ tượng trưng cho thời gian mà nó còn tượng trưng cho tuổi. Tinen sarami. Ôi cái câu này là thuộc cao cấp rồi, khó. Mình dịch cho các bạn hiểu ha. Tinen sarami theunan he. Theunan he là gì? Năm mà người ta sinh ra. Tuổi là năm người ta sinh ra. Yertu chi đây là 12 con giáp. 12 loại, 12 con giáp. Sốt sơn ở đây là đặc tính. Quá dân quanh Shikita ở đây là như là gắn kết với động với đặc tính. Kari Kita là chỉ ra. Kari Kita Malo. Yertu Kajie Tung Bul Irumul Puto So Marhamita. Cái câu này dùng ngữ pháp khó quá. Tuổi là người ta cho biết cái gì đây? Ý nói là tuổi gắn với tên của 12 con giáp. Tuổi là năm, ti là gì đây, ti là năm mà người ta sinh ra, sarami theonan he, người ta được sinh ra, gắn vào tên của 12 con giáp. Yertu kachie tongmul irumul butoso, gắn vào tên của 12 con giáp, nhằm chỉ sự liên quan, nhằm chỉ ra nè, kari kita là nhằm chỉ sự gắn kết với đặc tính của 12 con giáp. Hen. Cái nghĩa đó là vậy, cái nội dung này khó quá, thôi mọi người đừng có quan tâm nhiều quá, không có liên quan gì hết à. Rồi nội dung này mà mọi người hiểu nội dung chính nó là gì đây? Ngày xưa là 24 giờ, nhưng mà 24 giờ, bây giờ là 12 giờ. Hình như là hồi xưa là 12 giờ. Còn bây giờ là 24 giờ. Chi gum sayon hanun si kenen Haruru, đúng rồi, hồi xưa là 12 giờ, mỗi giờ là người ta ví như là một cái con gì đó, hen, một con đó là 2 giờ, thì nội dung chính đó là vậy, chỉ cần nói giờ ngọ, giờ tị là mình biết mấy giờ, hen, hay quá, giờ mình mới biết chứ mình cũng không biết nữa, tại sao mà ngày xưa mình kêu giờ ngọ, giờ tị, thường thường đám cưới hay gì, cái người ta nói giờ ngọ, mà mình đâu có biết ngọ sao, tức là 12 giờ, từ 11 đến 13 giờ. Giờ mới biết á. Giờ ngọ ngày mai đêm nha chặt đầu. Đó, là mấy giờ? 12 giờ chứ. Ai vậy, ai quan trình mãi nói đồ hay thế. Rồi. Thôi.